Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ miền Trung. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang tin nhanh, tin tức dân trí. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Theo đó, xuất cấp cho Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ có công điện 1411 CDTTG về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công điện gửi các bộ, quốc phòng, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, giao thông vận tải, xây dựng, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Công điện nêu rõ, gần một tháng nay, mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng đã gây ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhất là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, làm nhiều người tử nạn, hàng chục người còn mất tích và chưa thể liên lạc được. Trước những đau thương, mất mát to lớn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới những thân nhân của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, những người bị tử nạn do thiên tai, chia sẻ những lo âu của những gia đình có người còn bị mất tích. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về công tác tìm kiếm, cứu nạn và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đã cử Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đến các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để trực tiếp chỉ đạo. Những ngày tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên ở mức cao để hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Quân khu 4 và các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng Ba và các cán bộ, chiến sĩ đang còn bị vùi lấp tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, bảo đảm nhanh nhất, khẩn trương nhất và an toàn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các địa phương liên quan tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vùng lũ, nhất là các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, gia đình có người không may bị tử nạn, mất tích. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo thẩm quyền. Tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục thiên tai của các địa phương, phối hợp với các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày thờ giải cứu 20 người mắc kẹt trong xe khách bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Bình. Sáng 19 tháng 10, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết lực lượng chức năng của huyện vừa cứu hộ thành công 20 người trên một chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi. Theo đó, sau khi nhận được thông tin về chiếc xe khách bị nước cuốn trôi tại khu vực bản Khe Ngát, thị trấn Nông Trường Việt Trung lúc 0 giờ cùng ngày, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các lực lượng tiếp cận và ứng cứu. Hiện các hành khách đã được đưa vào bờ an toàn và đưa về trạm xá thị trấn Nông Trường Việt Trung để chăm sóc sức khỏe. Vì đây là khu vực nước lũ chảy xiết và mạnh nên chiếc xe khách hiện tại đang dùng dây neo giữ chưa thể đưa vào được. Sau khi giằng giữ được xe, lực lượng cứu hộ đã lần lượt đưa các hành khách vào bờ, đến 5 giờ đã đưa hết người về trạm y tế. Thủy Tiên và Trấn Thành công khai tổng số tiền quyên góp cán mốc gần 70 tỷ đồng tiếp tục hành trình cứu trợ ở Quảng Bình. Trước tình hình mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại về người và của, rất nhiều nghệ sĩ V-Biz đã có những hành động thiết thực để hướng về miền Trung ruột thịt. Là một trong số những người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, Trấn Thành và Thủy Tiên đã đứng ra kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ người dân nơi đây vơi bớt khó khăn. Theo đó, Trấn Thành đã công khai ủng hộ 300 triệu đồng và thông báo số tiền quyên góp cho đến hôm nay, 19 tháng 10 đã lên tới 8 tỷ 381 triệu đồng. Đồng thời, nam MC cũng chia sẻ rằng vì lịch trình công việc nên anh không thể trực tiếp vào miền Trung để ủng hộ bà con. Vậy nên, anh sẽ quyết định trao gửi phân nửa số tiền cho Thủy Tiên, 3 tỷ cho Đại Nghĩa và 1 tỷ cho mẹ ruột Hồ Ngọc Hà để giúp mình ủng hộ đồng bào đã hứng chịu lũ lụt. Bên cạnh đó, thì Thủy Tiên cũng hạnh phúc thông báo đã nhận được hơn 60 tỷ đồng tính đến ngày hôm nay. Hiện tại, cô đang trên đường đến với Quảng Bình, một trong những tỉnh thành và chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất để tiếp tục hành trình cứu trợ của mình. Đáng chú ý, Thủy Tiên còn chia sẻ thái độ của chồng khi thấy bàn chân cô bị nổi ghẻ do không đủ đồ mặc. Cụ thể, cô cho hay, gần tuần chưa về đồ không có mà mặc, chân nổi ghẻ hết rồi. Hôm qua chồng hỏi ca sĩ gì mà bị ghẻ ghê quá, có khi nào về bị chồng bỏ vì ghẻ không trời. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!